Xin chào bạn, đây là khóa tương tác, tướng và tâm, người quản lý. James Conlin, nhà quản lý nổi tiếng thế giới, nói rằng thành công của một doanh nghiệp là dựa vào cả một tập thể, chứ không chỉ là dựa vào chỉ một cá nhân. Tại sao James Conlin lại nói như vậy? Vâng, doanh nghiệp chỉ thành công khi có được đội ngũ quản lý giỏi, biết phân công nhiệm vụ và thúc đẩy đội ngũ đạt mục tiêu. Với 20 năm kinh nghiệm quản trị và tư vấn quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia Balin đã tạo ra khóa tương tác, tướng và tâm người quản lý này để giúp các giám đốc điều hành, người làm nhân sự hoặc bất cứ ai muốn trở thành nhà quản lý thành công bền vững hiểu rõ bản thân mình có là nhà quản lý bền vững hay không, đọc vị được ai là nhà quản lý thành công, biết cách trở thành nhà quản lý thành công bền vững và biết cách coaching đội ngũ trở thành nhà quản lý. Với kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Balin luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học này. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia và bạn được tải về quy trình biểu mẫu thực hiện đến thành công trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tại sao Balin lại trao bạn bí kíp trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng như vậy? Tại sao lại có công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp lại cả gan dám trao công nghệ hành nghề? Sau nhiều trăn trở, cân nhắc, Balin quyết định trao cho bạn những bí quyết kèm theo quy trình biểu mẫu áp dụng cụ thể để bạn trở thành người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN. Đó chính là khát vọng, là mục tiêu chính của Balin. Lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp dám làm điều này, thì Balin cũng mong bạn hãy ủng hộ Balin bằng cách không chia sẻ, không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác giúp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn.